Chào các bạn, đây là chai Pepsi đúng không? Này, mình sẽ chén Pepsi giờ liền. Thường ngày các bạn hay dùng Pepsi kiểu này đúng không? Và dùng Pepsi kiểu này kết hợp với ăn bánh hamburger uống rất là ngon nha các bạn. Đây, đây là thịt ba rọi sạch và ngon nha các bạn. Thường ngày các bạn dùng thịt ba rọi nướng, luộc, cuốn bánh tráng và kho tiêu phải không? Nhưng hôm nay mình sẽ làm món thịt ba rọi luộc với nước Pepsi. Bây giờ mình đi chuẩn bị bếp lửa nha các bạn. Hẹn gặp các bạn nha. Đây là bếp lửa mình em đã chuẩn bị xong nha các bạn. Bây giờ mình thui Pepsi mình chế vô. Nước Pepsi mình chế vô đây. Chế vô đây. Đun lửa lên. Mình chế Pepsi vô và mình đun lửa lên. Chờ nước sôi nha các bạn. Rồi, nước sôi rồi, giờ mình bỏ thịt vô nha các bạn. Thịt luộc với nước Pepsi nè. Rồi, thịt chín rồi nha các bạn. Giờ mình gấp cái dĩa đây. Mình đã luộc thịt xong rồi nè các bạn. Đây. Đây là thịt luộc Pepsi của mình. Mình vừa mới luộc xong. Nhìn nó khét khét. Giống như thịt nướng vậy đó các bạn.
Đây, nó có màu sẫm sẫm. Còn cái viền viền đen đen này nè là của Pepsi. Nó đóng. Bây giờ mình thưởng thức thử nha các bạn, coi mùi vị nó như thế nào. Cắt ra bên trong rất là ngon nè các bạn. Giống như thịt luộc thông thường vậy đó. Rất là thơm mà có vị ngọt ngọt của Pepsi. Cũng ngon lắm các bạn. Bây giờ mình ăn thịt luộc Pepsi, mình cũng uống Pepsi luôn nha các bạn. Mình ăn thêm miếng nữa. Ở trong cũng rất là ngon. Hồng hồng. Mình cảm nhận được cái mùi vị Pepsi nó ngọt ngọt. Nhìn mấy cái miếng đen đen này nè các bạn, khét khét nhưng mà ăn vô nó cũng ngọt ngọt của Pepsi. Thịt luộc Pepsi. Đây. Nè. Ngon quá các bạn ơi. Ăn thịt luộc nước Pepsi xong rồi uống Pepsi nữa còn gì bằng. Rồi giờ mình ăn tiếp nữa. Lâu lâu ăn một bữa rất là ngon. Ở trong rất là ngon. Giống như thịt nướng vậy đó các bạn. Thơm thơm mùi vị của Pepsi. Chắc mình sẽ làm món này ăn hoài quá. Ngon quá. Lần đầu tiên trải nghiệm luộc thịt bằng nước Pepsi. Có ai thấy mình ăn thèm không ta? Có bạn nào ăn cùng với mình không nè? Ngon quá các bạn ơi. Luộc thịt nước Pepsi ăn rất là khác với luộc thịt bình thường.
Tôi sẽ làm hai cho các bạn coi nè, nó luộc nhìn rất là ngon, nhìn hấp dẫn luôn. Tuy ở ngoài nó nhìn giống khét khét giống như thịt nướng, đó là nước Pepsi nó bám vô, nhưng mà cái nó rất là ngọt, rất là ngọt và thơm, thơm ngon lắm các bạn. Rồi bây giờ mình ăn tiếp nữa ha các bạn. Nhìn ngon lắm các bạn ơi. Giờ mình ăn kiểu này ngon giống như hồi nhỏ mình hay nướng thịt trong bếp lửa. Cũng thơm thơm. Hồi nhỏ mình rất thích ăn thịt nướng bếp than. Rất ngon. Rồi bây giờ mình xin kết thúc clip này tại đây nhé. Nếu các bạn coi thấy hay thì nhấn nút like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các kênh tiếp theo nhé.